Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề về phương trình đường thẳng trong không gian. Chủ đề phương trình đường thẳng trong không gian gồm các phần như sau. Một là mã phương trình tham số của đường thẳng. Một nhỏ vector chỉ phương của đường thẳng. Hai nhỏ định nghĩa. Ba nhỏ một số ví dụ minh họa. Hai là mã điều kiện để hai đường thẳng song song cắt nhau chéo nhau. Một nhỏ điều kiện để hai đường thẳng song song. Hai nhỏ điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau. Ba nhỏ điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau. Đây là nội dung toàn bài. Chúng ta sẽ qua phần đầu tiên. Một là mã phương trình tham số của đường thẳng. Một nhỏ vector chỉ phương của đường thẳng. Vector A khác vector 0 được gọi là vector chỉ phương của đường thẳng nếu nó có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đó. Thầy sẽ có hình minh họa như sau. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng delta, cho vector A, cho vector A phẩy. Vector A có giá song song với delta, do đó vector A là vector chỉ phương của delta. Vector A phẩy có giá trùng với delta, do đó vector A phẩy là vector chỉ phương của delta. Vậy, những vector có giá song song hoặc trùng với delta thì đều được gọi là vector chỉ phương của delta. Chúng ta qua phần 2, định nghĩa. Phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm M0, tọa độ x0, y0, z0 và có vector chỉ phương A bằng A1, A2, A3 là phương trình có dạng x bằng x0 cộng A1t, y bằng y0 cộng A2t, z bằng z0 cộng A3t, trong đó t là tham số. Vậy, để viết một phương trình tham số của đường thẳng, chúng ta cần tìm điểm đường thẳng nó đi qua là M0, tọa độ x0, y0, z0 và tìm một vector chỉ phương của đường thẳng đó là vector A, tọa độ A1, A2, A3. Sau khi có điểm M0 và có vector A, chúng ta sẽ viết phương trình tham số của đường thẳng. Khi viết phương trình tham số của đường thẳng, các em lưu ý hệ số A2, A3 là vector chỉ phương của delta. Nếu delta có vector chỉ phương là A1, A2, A3, đồng thời A1, A2, A3 đều khác không, thì chúng ta có chú ý như sau. Chú ý, nếu A1, A2, A3 đều khác không, thì phương trình đường thẳng delta có thể viết dưới dạng chính tắc như sau. X trừ x0 trên A1 bằng y trừ y0 trên A2 bằng z trừ z0 trên A3. Trong công thức phương trình chính tắc này, các em lưu ý A1, A2, A3 phải là tọa độ của vector chỉ phương và nằm dưới mẫu. Đồng thời A1, A2, A3 phải khác không. Tóm lại, các yếu tố xác định phương trình tham số của đường thẳng trong không gian: một điểm M0, x0, y0, z0 thuộc đường thẳng. Một vector chỉ phương A bằng A1, A2, A3. Sau khi có một điểm thuộc đường thẳng và một vector chỉ phương, chúng ta sẽ có phương trình tham số của đường thẳng có dạng x bằng x0 cộng A1t, y bằng y0 cộng A2t, z bằng z0 cộng A3t. Để hiểu rõ hơn về phần viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng, chúng ta qua một số ví dụ minh họa như sau. Ví dụ 1, cho đường thẳng delta có phương trình tham số x bằng trừ 1 cộng 2t, y bằng 3 trừ 3t, z bằng 5 cộng 4t. Yêu cầu như sau. Câu A, hãy tìm tọa độ của một điểm M trên delta. Câu B, hãy tìm tọa độ một vector chỉ phương của delta. Trước khi làm ví dụ này, chúng ta nhớ công thức phương trình tham số của đường thẳng như sau. X bằng x0 cộng A1t, y bằng y0 cộng A2t, z bằng z0 cộng A3t. Trong đó, x0, y0, z0 là điểm thuộc đường thẳng. A1, A2, A3 là tọa độ vector chỉ phương. Do đó chúng ta có một điểm trên delta là điểm M, tọa độ trừ 1, 3 và 5. Ngoài ra, một đường thẳng thì có vô số điểm, do đó chúng ta có thể tìm một vài điểm khác như sau. Ta thay T thành những giá trị thực cụ thể thì chúng ta sẽ được những điểm trên delta. Ví dụ, thay T thành bằng 1 thì chúng ta được x bằng trừ 1 cộng 2 nhân 1 bằng 1, y bằng 3 trừ 3 nhân 1 bằng 0, z bằng 5 cộng 4 nhân 1 bằng 9. Vậy ứng với T bằng 1, chúng ta sẽ có điểm thuộc delta là 1, 0 và 9. Vậy muốn tìm điểm thuộc delta, chúng ta cứ thay T thành những giá trị thực cụ thể thì chúng ta sẽ được điểm tương ứng nằm trên delta. Câu B, một vector chỉ phương của đường thẳng delta là vector A, tọa độ là 2, trừ 3 và 4. Ngoài vector chỉ phương A trên, chúng ta có thể tìm được các vector A khác như sau. Hoặc 4, trừ 6, 8. Hoặc trừ 2, 3 và trừ 4. Thì những vector này có một tính chất chung là cùng phương với vector A.
Vậy những vector chỉ phương của delta thì đều cùng phương với vector A. Chúng ta tiếp tục ví dụ thứ hai. Ví dụ 2. Viết phương trình tham số phương trình chính tắc của đường thẳng delta đi qua điểm M tọa độ 1 trừ 2, 3 và có vector chỉ phương A bằng 2, 3 và trừ 4. Như ta đã biết, để viết được phương trình tham số của đường thẳng, chúng ta cần tìm điểm đi qua và vector chỉ phương. Trong đề bài, đã cho được điểm đi qua của đường thẳng là điểm M tọa độ 1 trừ 2, 3 và có một vector chỉ phương là vector A 2, 3 và trừ 4. Do đó chúng ta sẽ viết được phương trình tham số như sau. Phương trình tham số đường thẳng delta là x bằng 1 cộng 2t, y bằng trừ 2 cộng 3t, cách bằng 3 trừ 4t. Việc viết phương trình chính tắc của đường thẳng, chúng ta nhớ là điều kiện A1, A2, A3 phải khác không. Trong ví dụ 2 này, đề bài cho vector A bằng 2, 3 trừ 4 đã thỏa mãn điều kiện là A1, A2, A3 khác không. Do đó chúng ta có phương trình chính tắc như sau. Phương trình chính tắc của đường thẳng là x trừ 1 trên 2 bằng y cộng 2 trên 3 bằng z trừ 3 trên trừ 4. Đây là bài toán dạng viết phương trình tham số của đường thẳng khi biết một điểm đi qua và một vector chỉ phương. Chúng ta vừa xong ví dụ 2, chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ 3, viết phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua hai điểm A 1 trừ 2, 3 và điểm B 3 trừ 2, 0. Để giải ví dụ này, thầy cho hình minh họa như sau. Đường thẳng delta đi qua điểm A và điểm B, do đó vector AB sẽ có giá trùng với đường thẳng delta. Khi đó, đường thẳng delta nhận vector AB làm vector chỉ phương. Vậy ta có lời giải như sau. Vector chỉ phương của đường thẳng delta là vector A bằng vector AB bằng 2, 0, trừ 3. Vector AB được tính lấy tọa độ điểm B trừ cho tọa độ điểm A tương ứng. Ta được vector chỉ phương là vector A, ta được điểm đi qua của đường thẳng là điểm A. Do đó chúng ta có phương trình tham số đường thẳng như sau. Phương trình tham số của đường thẳng delta là x bằng 1 cộng 2t, y bằng trừ 2, z bằng 3 trừ 3t. Phương trình tham số này y bằng trừ 2 cộng 0t, do 0t bằng 0, do đó chúng ta cứ gần ghi y bằng trừ 2. Đây là phương trình tham số của đường thẳng khi biết hai điểm mà đường thẳng nó đi qua. Chúng ta vừa hoàn thành ví dụ thứ 3. Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ 4. Viết phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm M tọa độ trừ 1, 3 và 2 và song song với đường thẳng D có phương trình x bằng 3 cộng 2t, y bằng trừ 1 cộng 3t, z bằng 2 trừ t. Thầy sẽ cho hình minh họa. Muốn viết phương trình tham số của đường thẳng, chúng ta cần tìm điểm M đi qua và cần tìm một vector chỉ phương. Điểm M đi qua là có rồi, là trừ 1, 3 và 2. Chúng ta tìm vector chỉ phương của đường thẳng delta là xong. Khi đề bài cho đường thẳng D, chúng ta có vector chỉ phương của đường thẳng D, vector A. Và vector A là vector chỉ phương của đường D có tọa độ như sau. Vector chỉ phương của đường thẳng D, A bằng 2, 3 và trừ 1. Do delta song song với D, do đó delta sẽ nhận vector A làm vector chỉ phương. Delta có điểm mà đường thẳng đi qua là điểm M tọa độ trừ 1, 3 và 2. Có vector chỉ phương là A 2, 3, trừ 1. Do đó chúng ta sẽ có phương trình tham số của đường thẳng như sau. Vậy phương trình tham số của đường thẳng delta là x bằng trừ 1 cộng 2t, y bằng 3 cộng 3t, z bằng 2 trừ t. Ví dụ số 5. Viết phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm A tọa độ 1, trừ 2, 3 và vuông góc với mặt phẳng B x cộng 2y cộng 3z cộng 4 bằng 0. Để giải được ví dụ này thì cho hình minh họa như sau. Muốn viết vượt phương trình tham số của đường thẳng delta, chúng ta cần tìm điểm mà đường thẳng nó đi qua. Trong bề này có điểm A là điểm đường thẳng đi qua, tọa độ 1 trừ 2, 3. Muốn viết phương trình tham số, chúng ta cần tìm vector chỉ phương. Vậy muốn tìm vector chỉ phương, chúng ta dựa vào phương trình mặt phẳng B chúng ta tìm. Khi cho mặt phẳng B thì chúng ta sẽ có vector pháp tuyến của mặt phẳng B.
Vậy vector pháp tuyến của mặt phẳng B là vector là B, tọa độ là 1, 2 và 3. Delta là vuông góc với B, do đó delta nhận vector NB làm vector chỉ phương. Đường thẳng delta có điểm đi qua là điểm A, tọa độ 1, trừ 2, 3 và có vector chỉ phương A delta bằng 1, 2 và 3. Do đó chúng ta có phương trình tham số của đường thẳng như sau. Vậy phương trình tham số của đường thẳng delta x bằng 1 cộng t, y bằng trừ 2 cộng 2t, z bằng 3 cộng 3t. Đây là phương trình tham số dạng đi qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước. Qua 5 ví dụ này chúng ta thấy, muốn viết được phương trình tham số của đường thẳng, chúng ta cần tìm điểm đường thẳng nó đi qua và vector chỉ phương của đường thẳng đó. Còn nếu viết phương trình chính tắc của đường thẳng thì chúng ta cần tìm điểm đường thẳng đi qua, cũng cần tìm vector chỉ phương. Nhưng vector chỉ phương có tọa độ A1, A2, A3 phải khác không? Hay là mã điều kiện để hai đường thẳng song song cắt nhau chéo nhau. Một nhỏ, điều kiện để hai đường thẳng song song. Hai nhỏ, điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau. Thì hai phần này học sinh sẽ tự học theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn theo công văn 1113 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung học kỳ 2 năm học 2019-2020. Do đó, phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ các em sẽ tự học. Thầy sẽ hướng dẫn các em mục số 3. Mục số 3, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau. Trong không gian UXYZ, cho hai đường thẳng D và D' có phương trình tham số lần lượt là x bằng x0 cộng TA1, y bằng y0 cộng TA2, z bằng z0 cộng TA3 và x bằng x0' cộng T'A1', y bằng y0' cộng T'A2', z bằng z0' cộng T'A3'. Khi cho phương trình tham số của đường thẳng D và đường thẳng D' thì chúng ta sẽ có hai vector chỉ phương, vector chỉ phương của D và vector chỉ phương của D'. Vậy vector chỉ phương của D có tọa độ là A1, A2, A3. Vector chỉ phương của D' có tọa độ là A1', A2' và A3'. Như chúng ta đã biết, hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không cùng phương và không cắt nhau. Do đó, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau là gì? Chúng ta có hai đường thẳng D và D' chéo nhau khi và chỉ khi vector A và vector A' không cùng phương và hệ phương trình sau vô nghiệm. Hệ phương trình x0 cộng TA1 bằng x0' cộng T'A1', y0 cộng TA2 bằng y0' cộng T'A2', z0 cộng TA3 bằng z0' cộng T'A3'. Đây là điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau. Vậy để chứng minh hai đường thẳng chéo nhau thì chúng ta sẽ chứng minh hai ý. Ý thứ nhất, vector A và vector A' không cùng phương. Ý thứ hai, hệ phương trình tạo bởi phương trình tham số của hai đường thẳng đề bài cho vô nghiệm. Để hiểu rõ hơn về phần chứng minh hai đường thẳng chéo nhau, thầy và các em qua ví dụ tiếp theo. Ví dụ 6, chứng minh rằng hai đường thẳng D và D' chéo nhau. Đường thẳng D x bằng 1 trừ T, y bằng 2 cộng 2T, z bằng 3T. Và đường thẳng D' x bằng 1 cộng T', y bằng 3 trừ 2T', z bằng 1. Để chứng minh hai đường thẳng D và D' chéo nhau thì chúng ta sẽ dựa vào điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau. Chúng ta chứng minh, thứ nhất, hai vectơ chỉ phương không cùng phương. Thứ hai, hệ phương trình tạo bởi phương trình tham số của hai đường thẳng vô nghiệm. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ tìm vectơ chỉ phương của hai đường thẳng. Vậy vectơ chỉ phương của D, D' lần lượt là vectơ A, tọa độ trừ 1, 2 và 3. Và vector A' tọa độ 1, trừ 2 và 0. Hai vector A và A' không cùng phương vì không tồn tại số K để vector A bằng K lần vector A' nên vector A và A' không cùng phương. Chúng ta đã chứng minh được ý đầu tiên, hai vector A và A' không cùng phương. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh ý thứ hai, hệ phương trình tạo bởi phương trình tham số hai đường thẳng vô nghiệm. Ta xét hệ phương trình 1 trừ t bằng 1 cộng t phẩy, 2 cộng 2t bằng 3 trừ 2t phẩy, 3t bằng 1.
Chúng ta tiến hành giải hệ phương trình này. Giải hệ phương trình này như sau. Giữ phương trình thứ ba lại, chuyển vế và gom gọn phương trình thứ một và phương trình thứ hai ta có. T cộng T phẩy bằng 0. 2T cộng 2T phẩy bằng 1. 3T bằng 1. Ta thấy rõ ràng từ phương trình 1 và phương trình 2 ta giải hệ này vô nghiệm. Từ hai phương trình đầu ta giải vô nghiệm. Do đó hệ phương trình vô nghiệm. Mà hệ phương trình vô nghiệm thì chúng ta có nè. Thứ nhất, hai vectơ chỉ phương không cùng phương. Thứ hai, hệ phương trình tạo bởi phương trình tham số của hai đường thẳng vô nghiệm. Do đó hai đường thẳng D và D phẩy chéo nhau. Đó là ví dụ thứ 6, việc chứng minh hai đường thẳng chéo nhau. Vậy tóm lại, chứng minh hai đường thẳng D và D phẩy chéo nhau, chúng ta chứng minh hai vectơ chỉ phương không cùng phương và hệ phương trình tạo bởi phương trình tham số của hai đường thẳng đó vô nghiệm. Tóm lại, trong bài này chúng ta cần nhận nhớ những ý gì? Thứ nhất, vectơ A khác vectơ 0 được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng nếu nó có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đó. Thì ý đầu tiên chúng ta phải nhớ vectơ chỉ phương của đường thẳng là như thế nào. Thứ hai, chúng ta phải nhớ phương trình tham số của đường thẳng delta có dạng x bằng x0 cộng a1t, y bằng y0 cộng a2t, z bằng z0 cộng a3t. Trong đó x0, y0, z0 là điểm mà đường thẳng đi qua. A1, A2, A3 là vectơ chỉ phương. Khi có điểm đường thẳng đi qua và có vectơ chỉ phương, ta đáp vào công thức phương trình tham số của đường thẳng. Nhớ rằng hệ số trước T phải là A1, A2, A3, phải là tọa độ của vectơ chỉ phương. Nếu vectơ chỉ phương A1, A2, A3 từng tọa độ khác không, thì chúng ta có. Chú ý, phương trình chính tắc của đường thẳng delta có dạng x trừ x0 trên A1 bằng y trừ y0 trên A2 bằng z trừ z0 trên A3. Trong đó A1, A2, A3 đều khác không. Phương trình chính tắc thì từng tọa độ của vectơ chỉ phương phải khác không. Ngoài ra, trong không gian ODZ cho đường thẳng D và đường thẳng D phẩy, để chứng minh đường thẳng D và D phẩy chéo nhau thì chúng ta phải nhớ đến điều kiện cả hai chứng minh hai đường thẳng chéo nhau như sau. Hai đường thẳng trên chéo nhau khi và chỉ khi hai vectơ chỉ phương không cùng phương. Ý thứ hai, hệ phương trình x0 cộng ta1 bằng x0 phẩy cộng t phẩy a1 phẩy, y0 cộng ta2 bằng y0 phẩy cộng t phẩy a2 phẩy, z0 cộng ta3 z0 phẩy cộng t phẩy a3 phẩy vô nghiệm. Để chứng minh hai đường thẳng chéo nhau thì ta sẽ chứng minh hai ý trên. Để củng cố và có bài tập về nhà làm, thầy hướng dẫn các em một số bài tập về nhà như sau. Thầy cho các em 4 bài tập. Bài tập số 1, bài tập số 2, bài tập số 3 và bài tập số 4. Em nhìn trên màn hình, nhìn 4 bài tập. Bài tập số 1 là viết phương trình tham số phương trình chính tắc của đường thẳng delta đi qua đĩa M, tọa độ 1, 2 và 3 và có vectơ chỉ phương A bằng 3, trừ 1, trừ 2. Bài tập số 2 viết phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua hai điểm M tọa độ 2, 1, 3 và N tọa độ trừ 1, 2 và trừ 3. Bài tập số 3 viết phương trình tham số của đường thẳng delta qua điểm M tọa độ 2, 1, 1 và song song với đường thẳng D có phương trình x cộng 1 trên 2 bằng y trừ 1 trên 3 bằng z cộng 2 trên trừ 1. Bài tập thứ 4 viết phương trình tham số của đường thẳng delta đi qua điểm A 1 trừ 2 3 và vuông góc với mặt phẳng B 2x trừ 4y cộng 6z trừ 9 bằng 0. Để giải được 4 bài tập trên thì các em về nhà vận dụng kiến thức chúng ta vừa học, đồng thời xem là các ví dụ thầy vừa giải để chúng ta có thể giải được các bài tập một cách tốt nhất. Qua các bài tập trên thì giúp chúng ta rèn luyện được kỹ năng tính toán, hiểu được các kiến thức vừa học, có bài tập rèn luyện ở nhà, đồng thời mở rộng kiến thức để giải những bài toán khó hơn. Qua đó chúng ta có thể phần nào nắm được các kiến thức cơ bản về viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian. Bài học đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.